Chào tất cả mấy anh nha. Chào cả nhà. Xin chào cả nhà mình nha. Giờ thì Sang với Mớp với anh Phước với Hủ thì xách cái tay lưới mình kéo kiếm một ít cá lồng tông về mình làm cái món cá lồng tông chiên bột cả nhà. Là cũng hơi lâu rồi, cũng hơi thèm. Chào Nghĩa nha. Cũng biết muốn làm gì ạ? Cá tay tượng hả? Cá tượng ăn. No. Đây, biểu. Đây, xin rộng giới thiệu cả nhà mình nha. Đây là con nâu. Con của con bắp. Đây. Đó, nhà mình thấy cái xe ngựa nó giống không? Chen cha nó à. Ngoan lúc. Ấy, trời ôm mới quay luôn. Ôm ông xuống dưới tắm cho ông tắm cho ông mát rồi. Bài xuống dưới kìa. Bay dứt. Cao tao tép gì dữ lắm mà rồi. Bay dứt. Cho tắm mát luôn. Đụng tép dữ lắm hả? Quá ừ. Rồi chạy vô nhà. Đó luôn. Giờ mới biết bơi lần đầu tiên. Lên con. Trời ơi chạy vô nhà luôn nè. Chạy vậy nó đi theo nó tắm hoài à. Con đó đi bắt chuột rồi đó. Con đó bự chuột dữ lắm. Trời. Tại mát mình có mừng cái nhảy nữa kìa. Quá cua hẹp. Ừ nằm đi hồi dơ hồi tắm cái nữa được. Quá mát rồi. Rồi chút tắm nữa rồi. Lăn dưới đất dơ rồi. Con này mà khách nguồn đồ mới là chết giống liền nghe ông nhào luôn mừng nghe nè. Hết hồn quá vậy tôi đang xịt thuốc ở sau cái ông quẹo cái đứt mình. Bại xuống luôn. Bại xuống luôn. Bại xuống dưới kìa. Trước rồi có ếch nhảy xuống không? Đi gặp mé rồi có ếch nè. Trước rồi có nhảy không? Chúc cả nhà mình xem clip nhiều niềm vui và tràn đầy sức khỏe nha. Mẹ ơi giờ muốn nó có đó. Cá lồng tông vô sắc mé không nha. Mình kéo lưới về mình cái tay mình dài vô mé đụng tép là có lý đó. Là cái mương nó tép, chứng tỏ nó tép nhiều á. Tép ở giữa mương hả? Đó nó nhảy ra, nhảy hơi hơi lứ đó. Có. Cái phao quá nhỏ, cái phao giữa nhỏ ha. Phao này phao chế. Cái mương nó sâu. Bằng chế bằng mấy chai thuốc sâu không. Mấy chai gì đó chứ tịt hơn mấy cái phao đó thấy chưa. Sử dụng ba cái phế liệu. Tới chút nữa anh Phước à. Ở vô trong nhà muống ở gần mấy cái vườn mấy cái mương cụ rồi nè cái trời ơi, cái nhãn trái xung xê chưa hả hết sức nhãn trái luôn hả có nghe dữ lắm đụng cái gì nó bự đạp chúng đứt cái vỏ nó bự á cá gì bự lắm hả được rồi đó anh Phước ơi nhặn mé đi nha. Chắc nó luôn, chắc nó. Đứng ngay giữa. Đứng ngay giữa nắm cái chì lên được rồi. Coi chừng ướt độ. Bên đây nè. Cá nhảy ra. Cá nhảy ra phao. Đó chưa? Cá gì bự hả? Cá bự mà. Cái gì lắm rồi. Chưa được. Ở đây ra muống vô hao phải. Rồi ba cho muống đi. Ê cho ba lượt kìa. Dạ. Dở cái gì nó lên ngang nhẹ. Rồi trời hết bự. Lộn mèo kìa. Đủ rồi, tép lắm nha. Ê, cái gì dữ lắm bự. Dạ. Trời ơi, có vô phi chứ bự. Tưởng đâu có lắm mà. Ê, con ếch chả bá nữa kìa. Dữ lắm tép luôn quay. Dữ lại, dữ lắm tép. Trời ơi, có vô phi bự. Phi lớn. Ếch mập, hai con luôn. Trời ơi, dữ lắm tép luôn rồi quay. Vào sao bắt đi. Dữ lắm tép, coi đừng ếch thời gian nè. Bắt hết trước đi, bắt hàng hết trước đi. Vô để bắt nhả đi. Động không? Ê, kỳ vậy.
kia á. Em vô luôn, em bảo đi. Em bảo luôn. Rồi, em bảo lắm luôn hả? Gồm lắm hai ngó trước đi. Hết vậy đó. Này lắm hết nha, tôi lấy cái giọng. Chụp đi. Trời ơi, tại cái vô mà ăn ngon. Trời ơi, tép. Hai con ếch nó bự. Con đang ếch, con nó ăn con tép bụng nó bự. Biết. Đây con chụp cái đồ phi nhảy nha. Anh thu vài cái con nó lấy bự. Trời ơi. Tòng. Thôi. Vũ lại đi, vũ lại đi. Cái. Cái không? Hết biết thằng ếch nó ngon. Thôi, thôi tép con nè. Tép con nào nó bự. Dữ lắm mày. Phóng hồn lấy đồ đẩy không? Bắt cà phê trước đi. Ủa nãy mình không có lấy cái gỗ. Thì cái gỗ thôi nè. Bỏ vô đây luôn hay gì? Trời trời, dơ cái vô phi lên con nghe. Con đây xẹ luôn á. Đụng đít cái bọc mở mấy cái gì mà. Con nè tép nè cả nhà. Ôi, một lưới bột bao nhiêu nè. Bự không ơi. Ê, mình túm vô trong mắt kìa. Lấm lấm ở ngoài này lấm biết nào. Trời trời, cái ông Tông. Cái ông Tông con nào nãy nè. Mày đổ vô gỗ đi. Ờ, xúc vô gỗ đi. Dữ lắm luôn mà. Trời trời, cá hồng tông này cả nhà. Nhìn xúc vô giờ bánh. Cá này mà chiên bột với tép hay ngon lắm. Đúng không? Ui nó nhảy vô. Đổ vô giờ bánh rồi luôn. Rồi. Lấm mấy cây sơ sơ ra được rồi. Điện về tép chân nè, nhẽ bự bự luôn đó nha. Cái lưng lại chỗ này nè, ủng vô trong tép á. Quá sao vậy? Ồ, tép. Ba anh em mình vô vô trong mát đi. Vô trong mát mình lượm thịt á. Nè nè, coi đẩy nó đi nhanh. Hai con ếch có ru phi bằng tay xẹ luôn á. Ôi, một lưới nữa nè cả nhà. Lưới bao nhiêu đây ạ? Tép bự bự không ha? Phải lóc mình thả đi. Anh Phước anh mớp tới ổ cái đầu mương kia nữa rồi kìa, ớp rồi kìa. Đây, đây đi qua bển thôi. Ớp vô cuối mương nè. Cuộn ba cho muối này thêm không? Nghĩa. Lấy thêm nó, thêm rồi cuộn lên mớ nữa. Ừ, đem nó liệt xuống để họ nó héo đi. Cá này tự nó khoái vô muối dữ lắm. Ô con cá gì nó chuối đó gì ta? Ờ trời, tép nhảy lên kìa. Tép nhảy số mặt nước kìa. Ê cái chiều ngoài kìa. Chiều ngoài kìa, chiều ngoài kìa. Ủa coi 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 coi. Thôi ơi, thôi thôi giữ lúm tép. Gết lúc đầu kìa. Chụp 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 trước đi mất. Lúc đầu lên kìa. Rồi hợp chưa? Đó đó đó. Trời ơi. Một con nữa. Anh lúm tép luôn. Thôi vô túi, lấy cái túi. Đây nè. Nào. Coi vô. Ồ. Con cá gì bự nữa không? Ồ. Tép. Lưới này tép nhiều, cá ông Tông ít. Dỗ rồi. Nghĩa là thưa rồi. Đi cho cá này cái nào. Lượm mấy cái vô khuy nhỏ bỏ ra đi. Dạo đi. Lượm mấy cái vô khuy nhỏ thảy ra ngoài đi. Cho nó sống. Ít hơn nãy, mà tép còn mạnh. Ít hơn nãy, là nãy bên kia cái mương đó. Tép nó kéo xa quá ta. Hả? Có khi nào kéo xa không? Mà cũng nhiều dữ lắm. Dạo nó dạo không? Bà xa đá bông rồi. Cũng bộn mà. Ờ, nhảy. Ờ, nhảy, nhảy. Rồi, đem vô mát lụm nữa. Rồi, quất cái mương bề chót chót bển luôn đi. Đi, vô, vô. Cá rô phi chú á. Lặt cũng mệt à. Đông người lặt cũng mau mà. Giờ anh em mình kéo lưới này nó đi cái về chạy bến lặt em Phước ơi, đông người lặt. Đủ ăn chưa? Lưới này nó đủ ăn rồi. Bây giờ là tép dư rồi đó mà còn thiếu đồng tông nè. Hôm ấy mình lên trên mương lúa mình kéo lưới bắt cá đồng tông. Thôi tép ngon hơn. Tép có chi ngon hơn ha. Cũng hơi cao mà làm tép. Hơi cao thì qua cũng phải nhà mình đó.
Đây cũng hơi cao mà làm xong được rồi. Chết à. Ôi trời, tưởng nó bay chứ. Giang kiếm, giang kiếm còn ếch, may mắn kiếm được con ếch nữa coi, con ếch làm được món nữa đó. Mấy con ếch trứng mà hấp ha. Hai con luôn á chứ con gì. Mấy con ếch trứng mà hấp một cái ha. Cái bên lúa này nó ra nó hỏi nè. Trở lên phút là ếch. Chị ơi, cái chị ngoài kìa, khoan ngủ. Khoan, từ từ. Đây có gì. Vô vũ rồi. Lắm tép nha. Ôi dồi, vũ lắm tép vui. Vũ đây. Ở đây có ông nào nói đầu lên coi. Đục luôn hả? Hồi hộp quá. Dễ quá. Đó, dạ. Cái rù phi không à? Rù phi dưới tép. Kia ha, lưới đầu. Không bằng cái lưới đầu tiên. Đây lượm mấy cá rù phi thả ra đi. Rồi, ba đi. Mấy con cá này mình không ăn, mình thả xuống đi. Cá lóc con nè. Lóc con. Đưa nghĩa là đem về hầm thả nhé. Rồi được mấy con. Con không? Hai con mình. Chờ, con tép này nó bự nè. Các bà chào ăn được, các bà chào chiên bột được. Các bà chào chiên bột ngon lắm á. Thịt nó ngon á. Rồi, lưới này được. Cái rổ bên đâu ta? Đây cái rổ này. Rồi. Rồi tắm rửa sạch sẽ đi. Lấy cái rổ lại dùng cái nha. Ồ. Nhiều đây về chiên ăn ngon lành luôn rồi. Đi kiếm cái lòng tông mà cái lòng tông ít tép lại nhiều. Nó bị nghịch thôi lại ha. Đây, nước đi. Bây giờ anh em mình về và chạy ra bên kia mình nhà mấy người kia, mấy anh em kia lặt tiếp đó nha. Tép nhiều lắm. Đông người lặt cho nó mau. Rồi mình sẽ chế biến hôm nay cái món là tép với cá lộn xộn chiên bột với phay môn nha. Giờ anh em mình tiến hành quậy bột đó nha. Tép. Tép với cá mình được bao nhiêu nè, cũng khá là nhiều. Đây này ớt với cá rô phi. Ớt với cá rô phi thì mình sẽ hấp với lá chút cả nha. Chào anh bữa nha. Bữa nay đãi anh bữa cái món tép với cá lòng tông chiên bột à. Bột mình bị sẵn rồi. Con này cái đó mình hấp cá đó. Anh để cá vô đi. Ở bên ớt nè. Để vô đây luôn hả? À để vô mình ướp. Thổi mình phi sẵn rồi. Cái này chiều lên hồi mình sắc cho nó thơm. Nhĩ nha. Ớt trứng không à. Ớt đầu mùa mà. Tháng 3 mà. Ở tháng 3 nó rất là mập. Quá trời luôn rồi. Thịt quá em à. Ồ cái đùm trứng đó. Cá đó mình hấp chung luôn. Cá rô phi thấy cá rô phi khủng khiếp không? Ừ. Rồi trộn lên. Để sẵn dưới trời. Quá thư. Thấm gia vị chút xíu đi. Rô phi, đường, bột ngọt. Cái này thì bột chiên giòn, tiêu, hành lá, có phay môn cả nha. Đó, phay môn này mình đã sắc thành hành sợi rồi. Mình để vô một chung mình chiên cho nó tăng cái vị ngon của thịt tép với cá lòng tông. Hai chiên vịt nữa. Đánh, ôi, hết sức cháy luôn rồi. Cháy thằng dưới gió phà lửa lên anh Phước, chân mày đó. Con lửa cao. Mày làm chế biến ngâm táo rồi nào. Cái này hai ba thức gì chưa? Thôi gọi đó, cứ gọi đó. Chúc cơ. Đây chúc rồi đó, giờ con trái chưa? Chưa, trái còn lá rồi. Trái nó cũng có nước mà ít hơn chanh mình phải không? Nó trồng dập quá. Trái nó hơi sằng sùi mà nó ít nước hơn. Cái đó mà nó thơm lắm nghe. Rồi. Vừa để anh bữa ơi. Ngày trước nó vậy. Cái nồi đó nồi hấp đó.
cho lên lửa đi, hết luôn hai môn này nhiều ngon hết luôn đi anh. Tắt luôn rồi, nước dừa nha. Cái ga nè. Có nước anh mà. Nước gì nó gần gần dưới ta. Lắm cái thau này. Thau này chiên chắc 40 dĩ quá. Thầy đặt luôn. Gì miếng ngon. Cá nó đặt luôn. Cá tép. Muối đó nghe em xuống. Chi muối. Thầu cái mùi lá trúc nó thơm. Con cái mùi lá trúc hết sức thơm luôn. Đây này thì anh Phước đảm nhiệm cái nồi hấp nha. Còn anh Mớp thì chiên cá. Còn Hữu thì đảm nhiệm cái nước chấm nha. Thức ăn ngon là nhờ nước chấm nghe Hữu. Nước mắm chua cay tỏi ớt. Wow. Dạng là chữ thịt lên nè. Mau vậy. Dậu nóng mà. Cần dĩa hứng nha. Nước giá tô này luôn hả cháu? Nước cháo lắm hả? À, mình làm giá tô đi, tại nước cái này chấm nước chấm nó hơi hao quá. Mình nữa tôi khui cái móng của tôi coi. Thơm dữ rồi. Thơm. Quá ngon. Cá bề nữa nè. Thôi. Ăn cá nè. Cá bề. Cho con cá. Múc để cái thau lấy sắt không? Để nó thấy nguy hiểm gì vậy? Cá nước thịt hết tháng 3 này là rất là ngon anh, với trứng dữ lắm luôn. Cái này cũng chiều mát rồi anh em mình ra ngoài vườn ngồi gió hiu hiu rất là mát. Ruộng khoai của mình cũng mới trồng hồi sáng này, trồng cũng xong rồi. Rồi cho ra hết đi. Vừa chiên vừa ăn gì nó nóng nè, nó ngon. Cái này con ăn được nè Ben. Con Ben ăn cái đùi. Giật giả rồi. Hấp nó chút hả? Nó vàng. Úp cái trứng cho nó vàng. Đây em cầm tiếp cho. Nên lấy ra đi. Cầm vô. Để ăn nó không? Cái trứng nó vàng đó. Con đợi chút xíu cho con cái đùi ếch nè. Cái đùi ếch rồi. Cái đùi ếch nha. Cảm ơn con. Chúc cho con cái đùi ếch bự luôn. Ông cười, ông cười. Khoái, khoái, khoái. Chưa coi, chưa coi. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Thấy ớt khoái rồi. Mâm mâm nha mến. Tắt chưa? Tắt rồi, tắt rồi. Wow, nứt thịt luôn. Mình ngáo cạo ba cái vàng. Cạo mấy nó lễ rồi anh. Ở chút gì nữa. Rồi, rồi, rồi. Đi dậy luôn nước.
Để lá chút lên nó thơm thơm. Mấy nước luôn, mấy nước nó ngon lắm. Ăn chút nữa đi sao không Út? Ăn cơm, trộm. Ăn cơm à? Ăn cơm rồi. Nó sẽ dễ thơm lắm nè. Cầm nước như nó nhớ luôn. Rồi, lên, rồi. Lên thảm đi. Món hấp lá chúc đã hoàn thành cả nhà. Mình lên thảm đi. Giờ mình tạm ngưng nó đi mớp, mình lên rồi. Mình ăn chút xíu đi rồi mình nó chiên tiếp tục cho nó nóng như nó ngon. Còn món này nó bưng về quá. Rồi được rồi. Rồi để đi. Wow. Ủa con bưng nó dễ về mất tiêu rồi. Cả nhà nó ngon. Để kiếm lắm à. Dễ quá. Gì nữa ha. Sao ai bưng mồi cũng đồ gì vậy? Ăn hết ha. Ăn hết thấy không? Ha. Cái màu hết chút đẹp ha. Trời ơi. Rồi mời cả nhà mình cùng thưởng thức với mấy anh em buổi chiều một món ếch với cá hấp lá chúc nha. Đó, ếch trứng rất là ngon. Còn bên này là pép, cá lòng tông với lại cá bê trầu. Mình làm thơm mông sắc sợ với bột chiên giòn. Đó. Pép này khá nhiều. Đây cái nước chấm này, Hủ làm cái gì nước chấm này ngon nha. Hủ không hết nha Hủ. Cắt đi. Để cho anh em ta gom vô đây. Trời cắt luôn. Cắt luôn. Wow, mồi vụ ngon phải có anh em mới được. Vậy đó hả? Dạ, miếng dài hồi nó mình quắn vô dao mình ăn luôn á chú. Vừa nóng nó còn giòn ngon đúng á. Wow, có thêm trứng vô cái nó tăng cái vị thơm và vô, béo ơi. Vô anh hai vô ngồi đi. Chào cả nhà nha. Trời đã. Đây mình cũng có ghé qua chợ mình mua một mớ rau sống giờ mình ăn ghém với cái món ếch với lại cá chiên bột. Vô lên bia. Còn rồi đó rồi đưa cho sáng. Gấp cái này cho ông hai. Cho ông hai ơi. Gấp lại đi đi. Quăng cũng là ông đĩa đó ra cho nhà. Về dùng món cá lòng tông chiên bột với ếch hấp lá chúc mấy anh em tụi con nha. Mời cả nhà mình nha. Thầy quăng cuốn rồi. Trời trời. Được không? Được không? Cái này ưu tiên cho anh camera nha cả nhà. Chậm tới. Chậm tới. Thấy không? Trời lấy đây chậm đây. Cuốn bự dữ à. Thương em Út quá ta. Ừ ui. Trước tiên rồi. Mời anh Sang lên Sang mời. Thương thương anh Phước nhất nhà luôn á. Mời cả nhà mình nha. Chậm. Chậm nước mắm. Ê, khu tưởng khu gọi chứ. Chậm nước mắm rồi. Dạ, đằng này đây. Mời cả nhà mình là một cuốn nha. Bây giờ mình uống trước ăn sau cả nhà. Ô lột ăn trước uống sau. Quắn vô trước đi mấy nè. Ngon cả nhà ơi, ngon quá ngon rồi. Cảm ơn Phước nhiều nha. Rồi nè, tôi sang nè. Thứ gì chịu nổi cả nhà ơi. Ăn không phải uống chứ mới được chứ. Em nói không phải dùng cuốn thôi. Em nói không phải là cái món này nó ngon quá ngon mà là có cái ớt này vô nó tăng thêm dư vị vô nó ngon quá ngon. Cảm ơn Phước nhiều nha. Trời ơi ớt khổng lồ. Quá giòn đó. Rồi cay. Đã ghê. Quá giòn ha. Thơm quá thơm. Sao chú? Nè vô vô cái đi rồi uống ăn thưởng thức cái món này mấy anh em cũng làm ngon không? 1 2 3 vô. Mời cả nhà. Buổi chiều mắt. Mời cả nhà. Mời mấy anh em ly. Mời anh Tâm luôn nha anh Tâm. Dùng cho em miếng bia ơi. Mời mấy chị với mấy anh trai mình dùng miếng cá với lại em ếch hấp nha. Wow. Dùng cá rô phi khá là to. Ngon lắm. Quá ngon rồi. Còn nhận cái mương đó nó trúng cái mương đó quá trời tép luôn. Sẵn vô cái lưng cái bực miếng cá nó nhị lắm lớn. Wow. Giòn mà thơm. Chấm mắm làm quấn dưa cải ra nồng nồng hơi đã ha chú.
Con cái này là có hoai môn phải cao vô nè nó mới ngon nè. Béo hay không? Béo, béo thơm mà tăng vị béo lên. Mà tép đồng ăn nó ngon quá làm tâm đó. Tép á. Tép mình chiên bột ngon hơn cá tâm. Cái thằng dầm này ớt yếu quá. Bóp gì quá giòn. Này ăn thua cái giác mình ốp đó chưa. Giờ đi vô ha. Một đường bột ngọt lượng đúng ngon. Ừ. Nãy giờ chưa dùng dùng nướng cuốn rồi. Vô mà cả nhà rồi. Cả nhà ơi. Đi. Chấm với nướng nướng, nướng nướng mắm của mình làm nữa coi thử coi cảm giác làm sao. Ngon cỡ nào. Thơm giòn có mùi cải vô ha. Thứ gì mà chịu nổi nước này. Ngon sao tả luôn á. Quá ngon cả nhà ơi. Nó còn nóng nữa. Mình ăn còn nấu lúc nó nóng nó ngon. Cá đã tươi, tép đã tươi rồi mà mình ăn đồ nóng. Trắng hết giờ bẻ giờ anh Phước. Xé ra luôn vậy. Trắng có luôn. Dạ. Ít mùa này trứng quá trứng nhấp trứng. Bự ha. Nó bự ha. Xé nha. Đàng hoàng nghe, văng ngoài đất nha. Đừng rung tay nha. Thôi có nó vừa chứ má. Ít ít bự quá dai. Bự quá dai. Chút xíu nó khét luôn ạ. Cá bề quên nãy giờ quên. Bất lợi. Trắng, trắng bẻ ngang cái đùi đi cho ông Ben cái đùi ông nước. Để riêng bên đây đi, để riêng bên đây đi. Để mình lát lên hay để vô trong cái nồi lên cho nóng nè chú. Ừ. Để vô trong nồi lên đi. Gấp vô đường vớt cái ông phẹn mừng dưới rồi. Trắng luôn đi, trắng trắng đùi bên kia luôn cho ông Ben cắn đi. Cái nữa đi. Bự ấy. Ben phải ăn ớt dữ lắm. Hổm mà bữa trước nấu cháo ớt quá trời ngon ăn quá. Trứng à. Hết luôn đi. Không phải. Cái này bộ bồ lòng. Trắng dễ dài miếng vừa ăn đi cho mình gấp mình ăn luôn. Bộ lòng. Bộ lòng béo. Dài quá ha. Ừ. Ớt tháng 3 này béo. Trang miếng vừa ăn miếng ngon. Trời tháng 3 sao anh Hiếu? Ớt ăn ớt là tháng 3, ăn gà tháng 7. Ớt tháng 3, gà tháng 7. Tháng 3 em mặc áo quà cà. Nhắc anh Hiếu gì mà. Hiếu không vô chứ. Nghe anh Phước vào hát đây mình cũng hứa nghề chứ. Rồi vô. 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 1, 2, 3. Vô. Mời cả nhà. Mời cả nhà luôn nha. Mời cả nhà lên lon cả nhà. Ngon quá ngon luôn. Coi tranh thủ bữa nào ra anh Tâm ơi. Cái này quá trời mồi ngon anh ơi. Hơi lâu quá anh chưa ra đó nha. Tâm gian hết nè, cái này ớt dữ lắm anh Tâm ơi. Ớt béo lắm anh ơi. Mời mấy anh mình một miếng cá lòng tông chiên bột à. Cái này giao mình làm gì đơn giản mà ngon nè. Mời anh trai với lại anh Tâm em, anh Tâm em lắm. Anh em trần đất nha. Mà anh Tâm với anh Bích lên thiên luôn. Luôn. Cái này anh Tâm với anh trọng anh núm mà ấm hay gì vậy? Có. Cái này vô mấy công trình làm chưa xong. Hiếu ta điện bia rồi. Mời cả nhà ơi. 1, 2, 3, vô. Mời cả nhà nha. Mời anh Tâm, mời anh Bích luôn nha. Mời tất cả. Bên này cái món này ngon, cái mồi này ngon quá mà tiếc có cái anh Ngọc ha, không có tham gia, không có tham gia. Ếch nó ngon mà lại cá chiên cũng ngon luôn, cái chiên bò cũng vẫn cũng ngon nữa cả nhà. Mà anh Ngọc bận việc anh mặn anh làm đó. Thành ra không có nghĩ không có thời gian hôm nay về quay với mấy anh em được. Dính này cái mớp đây mà quá nó mới ngon. Thôi. Mày cả nhà ha, mày nhà dùng được. Ăn đi, hú ăn đi. Vô đi, được rồi. Trời ơi, chăm sóc, anh chăm sóc caramel dữ vậy trời. Cái đùm mỡ này chắc. Quá. Tò te tí te nghe anh Phước. Đùm mỡ quá xa rồi. Biết bên đây sao rồi. Trời chết bệ. Rồi còn trong thao chưa hết nữa. Vừa ăn mình vừa chiên luôn đó nha. Vị nóng mới ngon. Chiều quá, rất là mát mẻ. Gió mát quá xá luôn. Còn lúc trưa thì nắng nóng cũng nóng lắm mà chắc chiều này mát. Tại chắc này cũng sụp mặt trời rồi. Hoàng hôn rồi. Bắt vô xa vô kìa. Nó ngậm vô xa vô đó. Sao hay vậy? Chuột. Chuột lứa. Vậy biết bắt chuột rồi ha. Hay quá hay. Cà rốt giỏi cà rốt. Quá được hay quá. Vô đây nè cho ông miếng nè con. Vô đây. Vô đó, vô đây nè. Đem vô.
À, giờ anh em mình vô cái lon này nữa, cái lên lon đầy đủ hết đi, cái mình cạn 1, 2, 3 mình vô cái nó, cái anh em mình cũng xin kết thúc clip ở đây. Hẹn cả nhà clip tiếp theo. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, ăn lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. 1, 2, 3 vô. Mời cả nhà, mời cả nhà, mời cả nhà, mời cả nhà, mời cả nhà. Wow, nó ngon. Một lần nữa cảm anh em, cảm ơn cả nhà đã yêu thương xem clip và giúp đỡ cho mấy anh em. Cảm ơn rất nhiều. Bye bye cả nhà mình nha. Bye bye. Bye. Bye.